Tổng xả kho cho các chị ở tận nhà, em tận nơi cho các chị bọc thức ăn này. Bọc thức ăn để tủ lạnh siêu sang trọng, siêu lịch sự luôn các chị nha. Rất là tiện luôn. Đó 99.000 hôm nay tặng nhà mình bao nhiêu? 400 cái luôn các chị nhá. 400 cái luôn, mình những thức ăn thừa hàng ngày này, những thức ăn tươi sống các chị chụp ngay cái này vào cho em, nó rất là tiện các chị nhá. 400 cái đây các chị nhìn cho em này. Đó quá tiện luôn, chỉ có 99.000 hôm nay vừa bán vừa tặng xả kho. Bán để cho các chị nhà em nhà mình dồn đơn vào các chị nha. Cứ dồn đơn vào. Nó rất là tiện luôn, ship chỉ có 30.000, 5-10 món cũng vậy các chị nhá. Đó bọc vào cái rất là tiện như thế này. Mình bọc thức ăn trong tủ lạnh và có thể bọc ủ tắc luôn các chị nha. 99.400 cái các chị lên nhanh số điện thoại vào đây cho em nhá. Rồi ok, chị lấy 400 cái, chị nào lấy 400 cái, 800 cái cứ lên số điện thoại, không bao giờ có giá này. Ngoài thị trường đang bán 70.000 chỉ được có bao nhiêu 100 cái thôi. Hôm nay 99.400 cái luôn, vừa bán vừa tặng các chị nha. Giấy khô hôm nay xả kho cho các chị là 99.000 được 10 bịch. Tóm lại là một bịch như thế này, hàng Việt Nam Airlines như thế này. Một bịch như thế này cứ 400 tờ à 300 tờ hai lớp các chị nha. 300 tờ hai lớp hôm nay xả 10 bịch như thế này 99.000. Cứ 99.000 được một ôm như thế này các chị nha. Lưu ý dồn đơn vào giúp em bởi vì là bán quá rẻ rồi các chị ạ. Bán quá rẻ rồi. Rồi có tặng bình giữ nhiệt không? Có luôn chị ơi, cái mùa con mình sắp đi học này rồi. Nên là em cứ 200.000 em tặng mỗi bác một cái bình như thế này cho các bé mang nước đi học này, nước nóng nước lạnh được, mùa này thì con sắp đi học đến nơi rồi, để nước lạnh rất là tiện luôn các chị nha. Đơn hàng đủ 200.000 tặng ngay một bình giữ nhiệt, nào chơi lớn luôn các chị nha. Cái hàng này em không bán, em chỉ để tặng thôi, tại vì là nó còn rất là ít, em tặng cho các bé luôn nhá. Giấy khô 99.000 10 bịch, giấy ướt 99.000 8 bịch các chị nha. 8 bịch giấy ướt kèm số điện thoại vào đây cho em, 99.000 siêu rẻ luôn, vừa bán vừa tặng. Một bịch này các chị mua ngoài 35.000. Hôm nay bán 99.000 8 bịch không đâu rẻ bằng luôn các chị nha. Đó khăn mặt người lớn các chị ơi, nhìn cho em mã khăn mặt này. Mã khăn mặt này hôm nay thì đẹp xuất sắc luôn, không mua thì gọi là tiếc lắm luôn, hôm sau muốn mua lại đừng hỏi các chị nhá. 10 cái như thế này không bao giờ có giá 90.000 một cái đâu. Hôm nay em xả 99.000 10 cái khăn mặt các chị nha. Đây là khăn mặt người lớn, gọi là hàng siêu cao cấp, siêu mềm mịn luôn, hàng để xuất Hàn các chị nhá. Hàng xuất Hàn nên phải đảm bảo nó mềm mịn như thế này, các chị nhìn nó mềm không? Nó sướng không? Nếu nó bị phai màu, nếu nó bị sổ lông, em cho các chị hoàn 100% và hoàn toàn không tính phí gì các chị nhá. Hoàn 100% về đầy nhà em luôn. Đó khăn mặt xuất Hàn các chị nhìn cho em này, không bao giờ lo bị phai màu, bị sổ lông, siêu mềm mịn. 99.000 được 10 cái các chị dồn đơn vào nha. Các chị nhà mình ơi, ở nhà mùa dịch cố gắng, em nói rồi, em chỉ thu có 30.000 ship, em ship tận nhà rồi. Không có ra ngoài làm gì dịch dã thế này, ở nhà em ship tận nơi nha. Đó thanh lý xả kho 10 bịch giấy như thế này có 100 bạc thôi, không mua thì mua cái gì. Nhìn cho em này, đũa gọi là đẹp như tiên luôn các chị ơi, mua siêu thị 120.000 10 đôi. 120.000 10 đôi hôm nay mua cho em 99.000 40 đôi luôn các chị nha, tặng 40 đôi luôn, vừa bán vừa tặng. Xả kho chiên luôn, để trong hộp như thế này. Các chị mua dùng cũng được, mua tặng quá là sang luôn. Nhìn cho em này, nó phải đẹp như thế này, các chị nhìn thấy chưa? Quá đẹp, quá xịn luôn. Đầu có chống trơn, chống trượt này, không lo bị trơn, bị trượt các chị nha. 40 đôi kèm số điện thoại vào đây cho em, 99.000 giá xả kho tại kho nhà em ngày hôm nay. Bán cho các chị dồn đơn vào, cố gắng dồn vào giúp em nhé. Có khăn mặt trẻ em không? Có luôn chị ơi, khăn mặt trẻ em, khăn mặt người lớn, cái nào cũng có nha. Bình giữ nhiệt này. Đó khăn mặt chị em đây, cái khăn mặt này thì các chị lấy dồn đơn vào giúp em nhá. Em còn rất là ít, còn vài bao em thanh lý nốt này. 59.000 10 cái khăn mặt trẻ em rồi. Ôi đây này các chị ơi, nhìn nó mềm mại chưa? Mua làm khăn mặt được, khăn lau bếp được, quá tiện luôn. 59.000 10 cái chỉ bán cho những chị nào mua dồn đơn không bán lẻ các chị nha. Vì là mã này em xả thanh lý lỗ lắm luôn rồi các chị ạ. Chứ làm sao cái khăn sữa của trẻ em không có cái giá là 59.000 10 cái như thế này. Em thanh lý nốt 59.000 được 10 cái, được hai kẹp như này các chị nha. Khăn gấu kèm số điện thoại 59k 10 cái. Cứ đơn hàng đủ 200.000 tặng mỗi bé một cái bình giữ nhiệt như thế này, trị giá là 65.000 cho các con mang đi học mọi người nhá. Rồi ok, còn bọc thực phẩm không cho chị 80 cái mua dùng mà thấy tiện quá. Có chị ơi, chị lên số điện thoại đi nào. Hôm nay các chị mua dồn đơn vào còn ít thảm em thanh lý nốt nhá. Bọc thực phẩm tí em lên lại cho các chị xem đây. Thảm 5 cái như thế này hôm nay em bán 99.000 các chị ơi. Nó mềm mại luôn rồi, nó đẹp, nó sang trọng, phải nói là nó in 3D quá là đỉnh luôn các chị ạ. Đó nên các chị phải yên tâm cho em là dùng cái loại này 3 đến 5 năm không hỏng, nó in như thế này làm sao mà hỏng được. Nhìn cho em này, cao su non đằng sau chống trơn chống trượt như thế này. Đó 99.000 năm cái các chị dồn đơn vào, cứ dồn mãi vào, ship chỉ có 30.000, đông tây nam bắc gì cũng ship hết. Cứ 30.000 ở nhà, dịch thế này không ra ngoài làm gì hết. Em ship tận nhà, kiểm tra bóc ra đúng hàng nhận, không đúng hàng hoàn về. Được chưa? 99.000 được 5 cái màu sáng màu tối gì đủ hết. 5 thảm kèm số điện thoại vào đây cho em là có đơn các chị nha. Rồi bọc thực phẩm, chị nào muốn lấy bọc thực phẩm con gấu lên số điện thoại. 400 cái 99.000 các chị ơi. 400 cái hôm nay bán rẻ quá luôn. Các chị ơi em bán để cho hết kho để nghỉ nhé các chị nhá. Bán thì cho các chị gì cả nhà các chị dùng. Được chưa? 40 cái như thế này 99.000. Quá tiện luôn, để thức ăn trong tủ lạnh nó tóm lại là nó cũng rất là nhiều vi khuẩn. Các chị dùng cái túi này cho em nhá. Bọc gấu kèm số điện thoại 99.400 cái luôn. Đó rất là tiện luôn này. Dùng làm bọc thực phẩm được, dùng ủ tắc được, tóm lại là nó
đa năng lắm luôn các chị ạ, rất là tiện luôn, chỉ cần như thế này. Đó, chụp vào thức ăn mình thôi, thế thôi các chị nhà, nó rất là tiện như thế này. Có số điện thoại bên em chốt đơn 99.400 cái luôn các chị nhà, dồn đơn vào. Đó, bọc như thế này để thức ăn tủ lạnh có tiện không? Quá tiện luôn. Lên ngay số điện thoại vào đây cho em. Có số điện thoại em chốt đơn, bọc gấu kèm số điện thoại 99.400 cái luôn các chị nhà. 4 bịch như thế này là 400 cái. Đó, các chị dùng thoải mái luôn cho em, cực kỳ là an toàn luôn nhá. Giấy rút còn không em? Còn nha chị ơi. Giấy rút 10 bịch chỉ có 99.000 thôi chị ơi. Đây là hàng chuẩn của Vietnam Airlines này, nhận hàng kiểm tra cho em thanh lý nốt đây. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thùng và món lẻ ở ngoài này chứ không được mấy đơn đâu ạ. Được chưa, chị nào mua thì để lại số điện thoại. Một bịch này là 300 tờ 2 lớp. Hàng của Vietnam Airlines các chị nha, 99.000 được bao nhiêu? 10 bịch luôn, vừa bán vừa tặng luôn. Giấy ướt 99.000 được. 8 bịch các chị nha, 8 bịch các chị dồn đơn vào, hạn chế mua một sản phẩm giúp em với nhá. Tại vì dịch giã này gửi hàng đã vất rồi mà đóng hàng một sản phẩm tóm lại nó lỗ rồi nên đóng cũng không ham lắm các chị ạ. Thế các chị cố gắng mua nhiều và dồn đơn vào giúp em nhá. Với cả dồn đơn lại được tặng bình giữ nhiệt rồi, tội gì mà không dồn. Đũa 99.040 đôi, vừa bán vừa chiên xả kho đây, nhìn cho em.